Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 75. A Di Đà Phật đến nhà báo cho ông ấy. Các vị thấy y mà chúng tôi đắp toàn là y hoại sắc. Y hoại sắc màu cà phê. Thông thường pháp sư các đạo tràng đều đắp y màu vàng, y màu hồng tổ. Chúng ta cũng đã đắp y như vậy nhiều năm. Phật giáo dạy chúng ta tránh những màu chánh sắc như hồng, vàng, lam, trắng, đen. Năm loại màu này gọi là chánh sắc. Y phục mà Phật mặc là năm loại màu sắc này trộn lẫn với nhau thành một màu. Vậy là màu gì vậy? Màu ca sa, ngày nay gọi là màu đa nguyên văn hóa. Khi hàng quán trưởng của Hoa Tạng Đài Bắc vãng sanh, tôi ở bên giường bệnh hộ niệm cho bà. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến y của chúng ta mặc là không đúng pháp. Bởi vì Phật giáo chúng ta dùng là y hoại sắc. Các vị phải nên biết, dụng ý của Phật Đà là giáo dục đa nguyên văn hóa. Hồng, vàng, lam, trắng, đen là chánh sắc, là nhất nguyên, không phải là đa nguyên. Y hoại sắc này là hồng, vàng, lam, trắng, đen trộn lẫn với nhau. Đây mới là đa nguyên văn hóa. Đây mới là đại biểu đa nguyên. Nghĩ đến cái vấn đề này, tôi liền nghĩ đến y chúng ta đang đắp cần phải đổi lại, đổi thành y nhiễm sắc màu cà phê. Lúc đó, tôi liền thông báo cho tiệm chuyên may tăng phục ở Đài Bắc. Trong chùa chúng tôi có hơn 20 người xuất gia cần may y phục. Tôi bảo người gọi điện thoại thông báo như vậy. Ngày hôm sau, khi họ đến để đo may y phục cho chúng tôi, họ nói với tôi: Pháp sư, khi ngài gọi điện cho tôi sớm đã biết được việc này. Chúng tôi rất lấy làm kinh ngạc nói: Làm sao ông biết được? Họ nói: Buổi trưa Phật A Di Đà đến báo với ông ấy rằng thư viện có sự việc quan trọng, ông phải khẩn cấp làm cho họ. Cảm ứng tương thông, thật không thể nghĩ bàn. Sự việc này chúng tôi đều có ghi chép lại. Ông chủ tiệm may tăng phục buổi trưa đã gặp Phật A Di Đà. Còn bảo ông chủ này chuẩn bị chất liệu vải để may tăng phục và bảo mau hoàn thành. Chúng ta có được khải thị lớn như vậy, cảm ứng lớn như vậy. Việc này nói rõ cách nghĩ này của chúng ta đúng như pháp. Việc này cần phải đọc kinh nhiều, dần dần sẽ nghĩ được thông. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Nam mô